Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học sang bài số 10 trong giáo trình ngữ pháp Shinkansen Master N1. Ở bài số 10 các bạn sẽ được học về các mẫu câu theo chủ đề Gyakusetsu Joken, tức là các điều kiện thể hiện cái quan hệ ngược. Thì các bạn nhớ lại một chút, ở bài 8 các bạn được học các mẫu câu Gyakusetsu là các mẫu câu mà nó thể hiện gì nhỉ? À, đằng trước là sự thật đúng không? Thì đằng sau ấy là một cái điều mà nó trái lại với sự thật đó. Và bài số 9 các bạn được học mẫu câu về joken, về điều kiện, có nghĩa là nếu như tình huống đó xảy ra ấy, thì cái kết quả đằng sau nó sẽ như thế nào. Đấy, thì bài số 10 sẽ là tổng hợp của cái tính chất điều kiện và tính chất gyakusetsu, tính chất đối nghịch đó. Thì chúng ta sẽ học các mẫu câu trong bài này, nó sẽ diễn tả cái nghĩa là dù xảy ra cái sự kiện, cái điều như ở vế trước thì vế sau nó cũng là một cái nghịch lại, một cái không giống như những gì mà chúng ta tưởng tượng nhá. Nếu như mà dịch nghĩa tiếng Việt ấy, thì gần như là các mẫu câu trong bài này nó đều dịch là dù hoặc là dẫu. Giống như là chúng ta có một số cái mẫu câu ở trong phần Gekusetsu là mẫu Toaie hay là Toie Domo, nó cũng dịch là dù ấy. Đấy, thì các bạn lưu ý cái sự khác nhau một chút là như vậy. Cái đó nhắc lại này, cái bài số 8 ấy, đấy là những cái đấy là sự thật rồi. Đấy, và đằng sau là những cái điều trái với sự thật đó. Còn với mẫu này thì là nó đưa ra một cái điều kiện giả định, và nếu như giả định, nếu như điều đấy xảy ra thì kết quả đằng sau nó lại trái ngược lại chứ không phải là thuận theo cái chiều như chúng ta vẫn thường nghĩ nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài. Thì trước khi mà đi vào bài thì có vài câu ở phần fukushu, ở phần ôn tập, chúng ta cùng xem này. Câu số 1. Moshi yakubu ni haitte ita toshite mo kitsui denshu ni tsuite ikenakatta daro. Có nghĩa là cho dù có gì nhỉ, giả sử cho dù có đi, có tham gia vào câu lạc bộ bóng chày ấy, thì có lẽ là cũng không thể nào mà theo được cái việc luyện tập rất là khắt khe, rất là vất vả đúng không? Đấy, thực tế là người ta chưa có tham gia cái đó, cái này, nhưng mà người ta giả định là nếu như người ta vào, vậy thì đây nó biến thành tính chất giống như là joken, là điều kiện. Và đằng sau là gì đây nhỉ? Đằng sau là một cái điều trái ngược lại nhá. Dù có vào thì cũng không thể theo được. Ở đây là mẫu câu toshitemo chúng ta được trong trình N2. Ngoài ra thì cấu trúc số 2, mẫu câu số 2 nishitemo cũng là một mẫu câu học ở trong N2 này. Donani isogashi nishitemo meru no henji gurai wa kakeru hazu da. Cho dù có bận như thế nào đi chăng nữa ấy, thì cỡ mấy cái việc như là phản hồi mail thì chắc chắn là có thể viết rồi, không đến mức là như vậy đúng không? Dù bận nhưng mà không đến mức như thế này. Đấy, bận thì cứ tưởng tượng ra là không thể làm được những cái việc này, nhưng mà không phải như vậy. Câu số 3. Tatoe kaigi giin de atemo warui koto o sureba shinbun ni namae ga dete shimau. Đây là mẫu câu tatoe, đây là de atemo, thực ra nó là dạng lịch sự hơn của demo ở trong ngữ pháp N3 nhé. Tatoe demo, cho dù là đại biểu quốc hội chăng nữa, thế nhưng nếu mà làm những chuyện xấu ấy thì tên cũng sẽ bị bêu lên báo. Đó là một số cái mẫu câu mà chúng ta học ở trong chương trình dưới. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào các mẫu câu của chương trình N1. Mẫu câu đầu tiên đó là mẫu câu yoto yotomo yoga, có nghĩa là dù hoặc là dẫu. Chúng ta xem phần đôi new nhá. Đây. Anh CC thấy bạn này đang bưng một chồng sách đúng không nhỉ? Có ghi là Waribiki Hangaku giảm giá 50%. Và anh CC rất là ngạc nhiên. Nani sore? Cái gì vậy? Cái gì đấy? Đấy là cái gì vậy? Và bạn ấy trả lời là CC Waribiki de kata hon desu. CC đây là sách mà em mua bởi vì được giảm giá đấy. Đấy. Thế tại sao mà gì nhỉ? Tại sao mà nhìn thấy người ta mua sách mà lại ngạc nhiên như vậy? Thì hóa ra là gì nhỉ? Hóa ra là mới tuần này bạn ấy, mới tuần trước bạn ấy mới mua một đống xong. Đó. Thì CC thấy bạn ấy mua, CC mới nói là gì đây nhỉ? Senshu takusan katta bakkari nan janai? Takusan hon o kao to yomanai nara zenzen yaku ni tatanai yo. Có nghĩa là chẳng phải là em mới mua rất là nhiều sách tuần trước hay sao? Dù em có mua nhiều đi chăng nữa, nhưng nếu em không đọc ấy thì gì nhỉ? Thì cũng chẳng có ích gì đâu. Đấy. Thì ở đây nhá. Ở đây này,
mặc dù là cái hiện thực là bạn này bạn đã mua sách rồi, thế nhưng mà thầy giáo sử dụng cái cấu trúc là kao to, động từ kao là động từ mua, được chia sang thể ý chí là kao và thêm cái từ to để biến thành mẫu câu này. Ý là nếu từ giờ về sau ấy, đấy, giả sử xảy ra cái điều, cái sự việc là mua nhiều sách, nhưng mà sao đây nhỉ, nhưng mà nếu như không đọc như vậy, nếu không, nếu cứ mua về rồi để xó để đấy ấy, thì sao đấy, thì à, dù có mua nhiều sách thì cũng chẳng có ích gì nếu như như thế, đúng không nhỉ? Thì rõ ràng là tưởng rằng mua nhiều sách thì sẽ có ích, đúng không? Nhưng mà đây lại hoàn toàn không có ích gì hết. Như vậy là rõ ràng là cái vế đằng sau này nó không có liên quan gì đến cái việc mua nhiều sách phía trước. Vậy thì chúng ta thấy rằng hai cái vế trước và sau của mẫu câu này nó thể hiện hai cái điều mang tính chất trái ngược, đúng không? Về nghĩa thì nó giống cái mẫu câu to wa ie hay là to ie duomo ở trong cái phần gakusetsu. Thế nhưng mà về cái cách sử dụng ấy thì nó sẽ diễn tả giả định nhá, nó sẽ nhấn mạnh cái tính giả định. Giả sử nếu mà như thế đó thì sao nhỉ? Thì đằng sau là một cái điều ngược lại, không giống như những gì mà chúng ta tưởng tượng. Chúng ta sẽ đi vào cái cấu trúc của mẫu câu này, nó khá phức tạp. Các bạn để ý này. Thứ nhất, nếu là dạng động từ nhá, ở dạng động từ chúng ta sẽ chia thể ý chí. Bạn nào mà quên cách chia thể ý chí thì các bạn xem lại các giáo trình ở cấp dưới. Động từ chia thể ý chí cộng với tô mộ, có thể bỏ cái từ mô này đi, những cái nào mà để trong ngoặc này thì có nghĩa là có thể bỏ đi. Tất nhiên là không phải cái này là bỏ cái ikoge này đi, cái này là động từ chia thể gì, đúng không nhỉ? Động từ thể ý chí cộng với tô mộ, đấy, có thể bỏ đi. Ví dụ các bạn thấy ở đây, động từ mua là kau, thể ý chí là kao và thêm từ tô, có thể thêm mô vào đây cũng được. Đấy là cách đầu tiên. Cách thứ hai, động từ thể ý chí cộng với ngơ, đấy, cộng với trợ từ ga. Ví dụ các bạn thấy ở đây có thể thành kao ga, được chưa? Kao ga cũng được. Đấy là động từ nếu tính từ đuôi y. Nếu tính từ đuôi y ấy, thì chúng ta sẽ bỏ y và thêm karo nhá. Tính từ đuôi y các bạn sẽ bỏ y và thêm karo cộng với đây, cái đuôi này thì tất cả động tính hay là danh đều giống nhau. Ai này, bỏ y thêm karo cộng với to, to mo hoặc là ga. Tiếp theo, tính từ đuôi na sẽ là thêm daro hoặc là daro cộng với to hay là to mo hoặc là ga. Danh từ sẽ là danh từ cộng daro, daro, to hoặc là mo. Xin lỗi, to mo hoặc là to cộng với ga. Có thể là cái phần này nó hơi khó nhớ, thì tí nữa ở phần ví dụ sensei sẽ nói kỹ hơn cho các bạn. Chúng ta sẽ đi vào cách sử dụng của mẫu câu này. Mẫu câu này nó dùng để diễn tả ý này. Dù về trước có như vậy. Đấy. Dù về trước có như vậy. Thì điều đằng sau ấy cũng không liên quan. Không chịu ảnh hưởng gì bởi điều kiện đằng trước đó. Đấy. Ví dụ như là gì đây? Dù có mua nhiều sách đi chăng nữa ấy, nhưng mà cái việc đằng sau là nó không có ích gì cả. Rõ ràng là chúng ta thấy là nó trái ngược lại với đằng trước, đúng không? Phía sau này thường là các câu biểu thị phán đoán, hanđan hay là quyết tâm, quyết định của người nói nhá. Ví dụ như ở câu phần đô như ở đây ấy, cái câu này có thể là câu phán đoán của gì đây? Của sensei, đúng không? Sensei nghĩ là nó không có ích gì. Mẫu câu này nó thường đi với các phó từ như là từ tatoe, donani hay là ikani. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần ví dụ này. Ichi, tatoe ojishin ga okoro to kono biru wa anzen na hazu da. Động từ gốc của các bạn là động từ okoru. Động từ okoru. Đây, okoru nha, là động từ gốc. Vậy thì khi chia thể ý chí nó sẽ là gì nhỉ? Okoro. Như vậy là chúng ta có mấy cách chia cơ. Okoro này, thêm từ to, hoặc là okoro tomo, đấy, hay là okoro ga. Câu này có nghĩa là dù có xảy ra động đất lớn ấy, thì sao? Thì cái tòa nhà này chắc chắn, đúng nhỉ, nó vẫn an toàn. Đấy, thường là chúng ta nghĩ rằng là động đất lớn xảy ra ấy, thì
mọi thứ là bị tan hoang hết đúng không? Thế nhưng mà không, cái này nó không bị ảnh hưởng gì nhá. Nó vẫn an toàn, nó đối nghịch lại với cái phần phía trước này. Đấy, nó mang tính chất giả định. Nhưng mà giả định lại là giả định nghịch chứ không phải là giả định thuận. Đấy. Nếu như cái câu nó kiểu như là nếu trận động đất xảy ra thì tòa nhà sẽ bị sập đổ ấy, thì nó thành mẫu câu điều kiện. Nhưng mà bởi vì là nó mang tính chất nghịch lại ấy, giả sử có xảy ra thì cái đằng sau nó ngược lại thì sẽ là gọi là gyakusetsu, joken, cái điều kiện nghịch, điều kiện ngược là như thế. Tiếp theo câu số 2. Chà chỗ nani o iware yo ga jibun no yarikata o oshi toshita. Giám đốc dù có bị nói gì đi chăng nữa thì vẫn quán triệt cách làm của bản thân đến cùng. Thường là nếu mà bị nói gì đi nói cái gì đấy đúng không, thì có người chán nản thì sẽ bỏ cuộc ngay, thế nhưng mà người này không, đúng là không bị ảnh hưởng gì cả, vẫn cứ làm coi như là không bị ảnh hưởng bởi cái đằng trước. Thế đấy các bạn thấy này, động từ nói là i, người ta chia thể bị động là iwareru, iwareru. Bình thường thì CC không trình bày cái cách chia, thế nhưng mà bởi vì cái bài này nó hơi khó cho nên là thôi CC nói để coi như chúng ta ôn tập luôn nhé. Thì dạng ý chí sẽ là iwareyo đúng nhỉ. Đấy, mà ở đây người ta sẽ dùng là iwareyo cộng với ga. Tương tự các bạn có thể là iwareyo to hoặc là iwareyo to mo. Tiếp theo câu số 3. Mokuhyo made donani to karo to boku wa yume o sute nai zo. Ở đây chúng ta có cái từ người ta sử dụng là tính từ đuôi y là từ thôi. Chính vì là tính từ đuôi y do vậy là người ta sẽ bỏ gì đây các bạn? Bỏ cái chữ y đi đúng không nhỉ? Đấy, các bạn thấy là người ta bỏ y đi nhá. Cộng với caro. Cộng với tô đúng không nhỉ? Đương nhiên là có thể là to caro to mo. Đấy, hay là to caro ga. Câu này có nghĩa là cho dù còn xa mục tiêu đúng không? Đến mục tiêu còn xa đi chăng nữa ấy, thì tôi vẫn sẽ không vứt bỏ giấc mơ đâu. Thì cái phần phía trước này, nếu như cái việc gọi là đến mục tiêu còn quá xa vời, nhiều người thì sẽ từ bỏ, thế nhưng mà người này không, nó sẽ là một cái quan hệ mang tính chất đối ngược lại đúng không nhỉ. Câu số 4. Ikani konnan de aro to sensou no nai seikai o mezashite tatakaitai. Dẫu có khó khăn như thế nào thì tôi vẫn muốn đấu tranh hướng tới một thế giới không có chiến tranh. Ở đây người ta dùng tính từ đuôi na là Conan. Chính vì là tính từ đuôi na ấy, do vậy là người ta, các bạn thấy người ta chia là gì đây nhỉ? Conan de Aro là như vậy nhá. Conan de Aro. Ngoài ra có thể chia là Conan Daro cũng được. Sao không ra? Aro và cộng với gì? Cộng với tô đúng không nhỉ? Trên này cũng sẽ cộng với tô. Ngoài ra có thể thêm chữ mô đằng sau là Daro ga Daro to Adaro ga. Ở tình huống khó khăn ấy thì thường người ta sẽ từ bỏ. Đấy, người ta sẽ không dám đấu tranh, không dám chiến đấu, thế nhưng mà người này vẫn gì đây nhỉ? Vẫn quyết kiên định mục tiêu của mình. Do vậy nhá, đây sẽ là gì đây? Đây sẽ là cái phần mà nếu dù cái điều kiện này nó xảy ra đi chăng nữa ấy, thì đằng sau vẫn là một cái đối ngược lại với phần phía trước. Câu số 5. Tatoe yume na seijika de aro tomo kaitei de wa futsu no oya de shika nai. Dẫu là chính trị gia nổi tiếng thì trong gia đình cũng chỉ là một người cha, người mẹ bình thường. Thì đây cái từ seijika là một tính từ đuôi, xin lỗi, là một danh từ. Do vậy là người ta chia giống như là ở trên này đúng nhỉ? Đó thì các bạn quan sát. Câu số 1 là gì đây nhỉ? Câu số 1 là phán đoán đúng không? Câu số 2 là gì đây? Thể hiện cái sự quyết tâm. Câu số 3 là quyết tâm này, câu số 4 cũng là cái quyết tâm nguyện vọng. Và câu số 5 là gì đây nhỉ? Câu số 5 cũng là một cái đánh giá của người nói. Nhá, thì các bạn lưu ý cái mẫu câu này nó thể hiện cái sắc thái là cho dù điều phía trước là như thế, đúng nhỉ? Thì đằng sau là một cái điều không bị ảnh hưởng gì, không liên quan gì, hoàn toàn mang tính chất trái ngược với lại phía trước. Chúng ta sẽ sang mẫu câu số 2. Mẫu câu này nhìn thì có vẻ khá là giống cái mẫu trước. Nó là yoto maito hoặc là yoga maiga. Đấy. Mẫu câu này nhá, nó sẽ là một cặp
chứ không phải là một mình riêng lẻ như mẫu kia. Thì chúng ta được học ở trong chương trình N2, đó là mẫu câu. À, cái phần chỗ này phải là cái phần, cái chỗ này không phải là dấu chấm nhé các bạn nhé, cái chỗ này phải là cái chỗ gạch này, nó phải là cái phần phần dấu ngã này, tức là kết nối luôn với cái đấy chứ không phải là dấu chấm là tách thành mẫu câu khác. Chúng ta được học ngữ pháp mai ở trong chương trình N2 nó bằng gì nhỉ? Nó bằng nay, đà đồ, có lẽ, không. Đấy, thì chính vì vậy, do vậy là mẫu câu này nó mang nghĩa là dù cái đó hay là không cái đó, dù làm điều đó hay không làm điều đó, đấy, dù nó xảy ra hay không xảy ra thì điều đằng sau là như thế nào đó, không bị ảnh hưởng bởi nó. Chúng ta sẽ đi vào phần đồ như nhá. Hai bạn đang tập chạy rất là hăng hái đúng không? Đấy, bạn nữ nói là グタグタになるまで練習しても体重は変わらない。Bạn nói gì đấy nhỉ? Bạn nói là cho dù xin lỗi không phải là bạn. Bạn nói là cho dù ấy tớ có tập đến gì đấy, tớ có tập đến gọi là phơ phạc cả người, bơ phơ cả người ấy, thì cân nặng vẫn chẳng có thay đổi gì cả. Đấy. Thì thực ra mẫu temo đã là mẫu câu thể hiện cái gạch xét sự của chúng ta được học ở các cấp dưới rồi. Đấy, đứng lên cân là 60 kg này. Và đây, bạn nam bạn mới nói là gì đây? Undo shio to suru mai to kalori ga takai tabemono o tabete itara imi ga nai yo. Có nghĩa là gì nhỉ? Dù có vận động hay là không vận động ấy, nhưng mà nếu mà cứ ăn cái đồ ăn calo nhiều như thế, đây, nào là khoai tây chiên, gà rán, rồi thì uống nước ngọt các thứ đúng không? Đấy. Nếu mà cứ ăn đồ như này thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Đó. Vậy thì rõ ràng ấy, bạn này bạn nói là gì đây nhỉ? Dù có vận động thì cũng không có ý nghĩa gì, hay là không vận động thì cũng không có ý nghĩa gì nhá. Đấy, dù có làm điều đó hay là không làm điều đó ấy, thì nó cũng chẳng ảnh hưởng, thì cái điều đằng trước này nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái đằng sau. Đấy. Chúng ta sẽ đi vào phần cách chia này. Cách chia của mẫu câu này như sau. Cái này thì nó chỉ đi với động từ thôi, nó không đi với lại tính từ như hay là danh từ như mẫu câu đầu tiên. Nhưng mà lưu ý, nó sẽ gồm có gì nhỉ? Nó sẽ gồm có về chữ, nó sẽ gồm có hai cặp. Đấy, hai, nó sẽ gồm có một cặp động từ. Các bạn thấy ở phần trước nó sẽ là thể ý chí cộng với tô nhá. Đấy, thể ý chí cộng với tô này. Đằng sau sẽ là V dự cộng với mai tô. Đấy là cách chia thứ nhất. Này, V1 thể ý chí cộng với tô. V1 lặp lại, đúng nhỉ? Vẫn là động từ đấy nhưng mà chia thể dự cộng với mai cộng với tô. Nếu như kết nối với ga sẽ là gì đấy? À, động từ cộng với ga. Động từ thể ý chí cộng với ga. Tiếp theo là động từ thể dự cộng với mai cộng với ga. Đó. Thì lát nữa ở phần ví dụ chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn. Lưu ý một chút, đấy là cái cách chia của cái mai này. Đấy. Nếu như động từ nhóm 1 thì các bạn sẽ là V dự cộng với mai thì đơn giản. Nhưng mà nhóm 2, nếu như nhóm 2 và nhóm 3 ấy, có hai cách chia. Một là các bạn để V dự cộng mai, hai là V mát sự bỏ mát sự cộng mai. Và đặc biệt là V sư dự nhé các bạn nhé. V sư dự này thì có hai cách chia là sư dự mai hoặc là sư mai. Cái này thì nếu bạn nào mà nhớ cái bài mà chúng ta học ở trong chương trình N2 thì các bạn sẽ rất là thuộc lòng cái cách sử dụng của cái chia thẻ mai này đúng không? Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái cách sử dụng. Mẫu câu này sử dụng khi muốn diễn tả dù làm hay không làm điều phía trước. Dù làm hay không làm điều phía trước này. Dù trạng thái phía trước có xảy ra hay không thì đều không có liên quan, không ảnh hưởng gì đến điều phía sau. Đấy. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ thấy nó khá là giống cái mẫu câu số 1 đúng không nhỉ? Thì thực ra là có rất là nhiều trường hợp có thể thay thế được. Tí nữa ở phần ví dụ chúng ta sẽ thử phân tích một chút nhé. Còn thực ra là cái việc mà đi vào chi li so sánh thì không cần thiết. Bởi vì các bạn làm bài tập các bạn sẽ thấy người ta không yêu cầu phân biệt mấy cái mẫu câu này. Mẫu câu này sử dụng lặp lại hai lần các động từ giống nhau. Đấy. Nó sử dụng lặp lại hai lần các động từ giống nhau. Phía sau thường là câu biểu thị phán đoán, quyết tâm, quyết định của người nói. Cái này thì hoàn toàn giống như là cái mẫu câu
số 1 rồi. Đấy. Rồi chúng ta sẽ đi vào phần ví, vào phần đề bươn, vào phần ví dụ nhá. Ichi này. Tanaka sensei wa gakusei tachi ga rikai shiyou to suru mae to donna muzukashii hanashi wo tsuzuketa. Ở đây các bạn lưu ý là người ta sử dụng động từ rikai. Đấy. Động từ là rikai suru. Thì theo đúng cách chia thôi. Đầu tiên cái V1 này sẽ là thẻ gì? Thẻ ý chí đúng không? Nó sẽ là rikai shiyou đúng nhỉ? Cộng với to. Cái đằng sau sẽ là gì nhỉ? À, những cái động từ nhóm 3 ấy, người ta không nhất thiết phải lặp lại là rikai suru mai nữa, mà người ta sẽ lấy luôn cái suru đấy, sẽ thành suru cộng với mai cộng với to đúng không? Ngoài ra còn có cách chia là gì nhỉ? Rikai shiyou to sumai to. Đấy, hay là gì nhỉ? À, rikai shiyou ga sumai ga vân vân. Có rất là nhiều cách chia, các bạn có thể xem lại ở trong giáo trình cũng như là cái phần cách chia ở phía trên để các bạn tự đặt câu nhá. Nào, cái này có nghĩa là gì nhỉ? Câu này có nghĩa là thầy Tanaka ấy, ấy, dù học sinh có hiểu hay là không hiểu ấy, thì vẫn cứ tiếp tục cái câu chuyện khó hiểu của thầy. Đấy, cứ nhanh chóng tiếp tục cái câu chuyện khó hiểu của thầy. Tức là học sinh hiểu thì thầy vẫn tiếp tục, mà học sinh không hiểu thì thầy vẫn tiếp tục, dù nó là như thế nào đi nữa thì thầy vẫn tiếp tục. Đó. Vậy thì nghĩa nó là dù như thế, nếu như chúng ta thử thay bằng cái trường hợp gì nhỉ? Cái trường hợp số 1. Cái mẫu câu số 1 xem có được không? Giả sử nếu mà chia số 1 ấy thì nó sẽ thành như thế nào? Thầy Tanaka này, vậy thì trường hợp này là động, sẽ là động từ. Thầy Tanaka dù học sinh hiểu vẫn sẽ tiếp tục câu chuyện khó, vậy thì chắc chắn là sẽ không nghĩa nó sẽ bị ngược đúng không? Hiểu thì chắc chắn là thầy sẽ tiếp tục rồi thì không nói làm gì rồi, nó là quan hệ thuận. Do vậy là chúng ta sẽ câu trường hợp ví dụ như câu 1 này sẽ không thay thế được cái cấu trúc số 1 vào nhá, tùy vào từng cái động từ, tùy vào ngữ nghĩa. Nếu như là dịch là dù học sinh không hiểu thì ở cái cách chia của gì đây nhỉ? Ở cách chia của động từ nhóm 1 lại không có cái của thẻ nai, do vậy là câu 1 là không thay thế được. Chúng ta cùng xem câu 2 này. Ame ga furo ga furu mai ga sakka no renshu ni yasumi wa nai. Dù trời có mưa hay là không mưa ấy thì không có ngày nghỉ tập bóng đá. Đấy. Nào, người ta dùng động từ là động từ furu. Là trời mưa này thì về trước sẽ là furo thẻ ý chí cộng với ga, ở đây người ta không cộng với to nữa mà cộng với ga, thì đằng sau sẽ là furu cộng với mai cộng với ga. Đó. Dù trời có mưa nhá, trời mưa thì cũng không được nghỉ, mà trời có không mưa thì cũng không được nghỉ. Đấy. Mưa hay là không mưa không ảnh hưởng gì đến cái việc đằng sau. Vậy thì chúng ta có thể thay thế được cái mẫu câu số 1 cho cái tình huống này không? À, hoàn toàn được đúng không? Mẫu câu này các bạn vẫn có thể nói là ame ga đúng nhỉ? Furo tomo. Đấy. Cho dù trời có mưa đi chăng nữa ấy, thì vẫn không được nghỉ, hoàn toàn ok hết, không có gì khác cả. Câu số 3 này. Gokaku no mikomi ga aro ga. Xin lỗi. Gokaku no mikomi ga aro ga aru mai ga ima wa tada ganbaru dake da. Là gì đây nhỉ? À, cho dù là gì đây? Cho dù là cái từ mikomi đây là kiểu như là cái triển vọng, cái khả năng, khả thi. Cho dù có khả năng đỗ hay là không ấy, thì bây giờ chỉ còn biết cố gắng thôi. Đấy. Dù có hay là không có nhá, có tôi cũng sẽ cố gắng, mà không có tôi cũng sẽ cố gắng. Cái việc có hay không này nó không ảnh hưởng gì đến cái việc mà tôi làm đằng sau. Đấy. Thì trong trường hợp này nó lại không hợp lý lắm nếu chúng ta thay bằng mẫu câu số 1 đúng không? Nếu mà thay vậy thì nó sẽ là nhá, dù là có triển vọng thì tôi vẫn chỉ có cách cố gắng, thì nó hơi bị, cái nghĩa nó hơi bị hên hên đúng không nhỉ? Đấy. Nó sẽ, nếu mà dịch là dù không có tôi vẫn sẽ cố gắng thì ok, nhưng mà
cái mẫu câu số 1 ấy nó lại không có động từ thể nai, do vậy là chúng ta sẽ không chia như vậy. Vậy thì các bạn thấy là cái ảnh hưởng bởi cái gì nhỉ? Bởi cái loại từ nào kết nối với mẫu câu nó dẫn đến cái sự gì đấy, cái sự khác biệt một chút. Còn một số trường hợp là vẫn có thể thay thế được các mẫu câu này cho nhau nhá. Chúng ta đi sang mẫu câu số 3. Mẫu câu deare dearoto nghĩa vẫn là dù là dẫu là, cái mẫu câu này thì nó vẫn giống với lại mấy cái mẫu mà chúng ta vừa học. Đây. Bạn này đang gì nhỉ? Đang gọi là bắt chuyện và tìm cách để hẹn hò với bạn nữ này, một bạn nữ rất là xinh xắn. Bạn nói là gì đây? Kimi ni au tame nara tatoe hi no naka mizu no naka de arou to boku wa heiki. Có nghĩa là nếu là để gặp em ấy thì sao? Thì cho dù là phải vào nhảy vào trong nước sôi hay là lửa bỏng, đúng không nhỉ, thì anh vẫn ok, anh vẫn thản nhiên, anh vẫn không có vấn đề gì hết đấy. Và bạn này mới bắt đầu là tưởng tượng ra hình ảnh một gì đây nhỉ, một hot boy lực điền, đúng không nhỉ, vượt lửa vượt nước đấy để đến cứu mình, đúng không, để đến gặp mình. Và bạn mới thả hai tim là honto desu ka, thật thế sao? Thế nhưng mà giấc mộng tan rất là nhanh, đúng không? Khi mà vừa có con chuột nó nhảy ra cái là bắt đầu anh này hiện nguyên hình, đúng không nhỉ? Hóa ra là không có nước sôi lửa bỏng gì cả mà sợ con chuột. À nhưng mà biết đâu mà người ta sợ chuột nhưng mà người ta lại dám làm những việc kia thì sao, đúng không? Đấy. Usosan mitai na hito to issho ni iru kurai nara kono mama dokushin demo ii. Có nghĩa là nếu mà phải sống cùng với lại người như là Usosan ấy thì tôi thả độc thân như thế này còn hơn. Cũng may là tỉnh. Cảm ơn con chuột, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần setsuzoku, vào phần cấu thành mẫu câu này. Mẫu câu này thì không đi với động từ các bạn nhé. Đấy, nó khác nhau ở chỗ mẫu câu này nó không đi với động từ mà nó chỉ đi với danh từ thôi, N hoặc là gimonshi. Gimonshi là nghi vấn từ. Ví dụ như là nan hay là dare, doko vân vân. Đằng sau sẽ là deare hoặc là dearoto. Đấy. Danh từ này hoặc là gimonshi, đằng sau là deare hoặc là dearoto. Thì nếu như các bạn quan sát lại cái mẫu câu số 1 của chúng ta. Đây. Mẫu câu số 1 này. Các bạn sẽ thấy nhá, trường hợp là danh từ nhá. Đây, danh từ này N này có hai trường hợp này. Daro, dearo cộng với tomo và có thể bỏ mo đi. Vậy thì hoàn toàn có dạng là N, đúng không? Dearoto, vậy thì quay trở lại cái mẫu câu này của chúng ta rồi. Chính vì vậy cho nên là cái mẫu câu số 3 và mẫu câu số 1 nghĩa rất giống nhau. Nếu như mẫu câu số 2 và mẫu câu số 1 ấy có nhiều trường hợp thay thế được, nhiều trường hợp không, thì mẫu câu số 3 và số 1 ấy có thể nói là gần như là thay thế được cho nhau trong nhiều trường hợp hơn. Thế thì không muốn nói là tất cả, nhưng mà nó thay thế được rất nhiều. Và định nghĩa cách dùng của hai mẫu này cũng gần như là hoàn toàn giống nhau. Chúng ta đi vào phần cách sử dụng nhá. Cách sử dụng thì nó cũng không có cái gì lắm, bởi vì là nó giống như là cái mẫu câu số 1 rồi. Mẫu câu này được dùng khi diễn tả ý. Dù về trước có như vậy thì điều đằng sau cũng không liên quan, không chịu ảnh hưởng gì bởi điều kiện đằng trước đó. Về trước có như vậy, đằng sau không liên quan, không chịu ảnh hưởng gì. Phía sau vẫn là các câu biểu thị cái sự phán đoán, quyết tâm hoặc là quyết định của người nói. Và cũng hay đi kèm với các phó từ như là tatoe hay là donna. Đấy, chúng ta xem vào phần ví dụ này. Câu 1 nhé. Tatoe arashi no yoru de are watashi wa shigoto no tame nara gaishutsu suru. Tức là gì nhỉ? Dù là đêm giông bão, arashi đây là bão, bão lớn, bão rất là to, dù là đêm giông bão đi chăng nữa, thế nhưng mà nếu là vì công việc ấy thì tôi vẫn sẽ ra ngoài. À, trường hợp này chúng ta có thể thay thế được bằng mẫu câu gì nhỉ? Mẫu câu số 1 không? Hoàn toàn vẫn được, đúng không? Nó vẫn là dù như thế này thì vẫn là cái quyết tâm của người nói ở phía sau như vậy. Đấy, hoàn toàn được các bạn nhé. Mẫu câu số 2 này. Don kenryokusha de are
Itsuka wa inochi no owari ga kuru. Cho dù là gì nhỉ? Cho dù là cái người có quyền lực đến đâu ấy thì một lúc nào đó cũng gì nhỉ? Cái sự kết thúc của sinh mạng cũng sẽ đến. Dịch thoáng ra là một lúc nào đó cũng phải nói lời tạm biệt trần thế. Đấy. Thực ra thì chúng ta sẽ không bàn đến cái việc có thể thay thế được không nữa, bởi vì thực ra là cái mẫu câu số 1 ấy nó sẽ có cách chia ở dạng danh từ là dearoto, do vậy nó hoàn toàn trùng khớp với cái này luôn nhá. Mẫu câu số 3 này. Diyu ga nan de are? Mudan keseki wa yurusarenai. Có nghĩa là dù lý do là gì thì việc tự ý vắng mặt cũng không thể tha thứ được. Thì trong trường hợp là đằng trước là gimonshi, là các nghi vấn từ ấy, thì ít khi người ta sử dụng cái mẫu câu số 1, mà người ta thường sử dụng mẫu câu này hơn, và đặc biệt là người ta dùng cái từ dare hơn. Đó. Mẫu câu số 4 này. Kimi ni au tame nara tatoe hi no naka mizu no naka de arou to boku wa heiki da. Có nghĩa là nếu là để gặp em ấy thì dẫu có phải vào trong nước sôi lửa bỏng anh cũng không ngại gì. Thì cái này là ở phần đô niu của chúng ta rồi. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng là mẫu câu số 1 và mẫu câu số 3 nhé, rất giống nhau, có thể nói là thay thế được cho nhau trong hầu hết các trường hợp. Nếu như là nói cái điểm khác biệt ấy, thì cái mẫu câu số 3 này này thông thường nó mang cái tính chất gọi là nó hơi nhấn mạnh. Đấy, nó hơi nói mang tính chất kiểu hơi quá một chút, và nó thường nó sẽ đi kèm với những cái giả định là nếu như gì gì đó kèm. Chúng ta đi sang mẫu câu số 4 của bài này, đấy là mẫu câu ta tokoro de. Mẫu câu ta tokoro de có nghĩa là cho dù, dẫu có. Đấy. Thì rất là may là mặc dù là dịch nghĩa thì như vậy, nhưng mà cái cách dùng ấy nó khác biệt so với lại 1, 2 và 3. Chúng ta quan sát này. Đây là hai bạn nữ đang nói chuyện với nhau đúng không? Bạn nữ này mới kể là gì nhỉ? Trông hơi tròn tròn một chút, đang kể là mainichi jogging suru koto ni shita yo. Itsuka, đúng nhỉ? Risoteki na tai kê. Bạn đang bảo là bạn nên quyết định là ngày nào cũng chạy bộ, và một lúc nào đấy bạn ấy muốn có một cái gọi là cái hình thể lý tưởng, mơ ước. Bạn này mới cười ha ha đúng không? Cười phá lên. Nói là gì đây nhỉ? Ikura doryoku shita tokoro de unme wa kawaranai yo. Là gì đây nhỉ? Cho dù có nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa ấy, thì số mệnh hay là gì nhỉ? Thì cái số cậu cũng không thay đổi đâu. Đấy. Ý là gì nhỉ? Cho dù có làm điều phía trước ấy, thì cũng vô nghĩa, cũng không có ý nghĩa gì cả nhá. Cũng không xảy ra cái sự biến chuyển nào. Thì để thể hiện cái sắc thái là dù điều phía trước có vậy, đằng sau cũng là những cái thứ vô nghĩa, vô lý, vô ích, chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu ta tokoro de, đúng không nhỉ? Thế nhưng mà cuộc đời không ai biết được chữ ngờ đúng không nhỉ? Một năm sau gặp lại thì bạn này đã giảm cân thành công đúng không? Trông rất là gì nhỉ? Trông rất là các trông rất là xinh. Còn bạn này thì sao đây? Bạn này thì đây trông hơi tàn tạ một chút. Masaka koitsuka. Không thể nào là con bé đó sao? Vậy cho nên là nếu mà chúng ta nỗ lực ấy thì chắc chắn là mọi thứ đều có thể, đúng không nhỉ? Có điều là cái nỗ lực của chúng ta nó đến đâu thôi. Rồi, chúng ta sẽ đi vào phần cấu thành mẫu câu nhá. Cái mẫu câu này thì nó rất là dễ chia, nó không khó như mấy cái mẫu câu số 1 hay là số 2. Đấy. Nó là động từ thể ta cộng với tokoro de. Động từ thể ta cộng tokoro de này. Cách sử dụng. Mẫu câu này nó diễn tả ý dù có làm điều đó hay dù có xảy ra trạng thái như vậy thì mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa, vô ích. Đấy. Dù có làm điều đó hay xảy ra trạng thái như vậy thì mọi thứ cũng là vô nghĩa, vô ích. Tiếp theo, vế sau nó sẽ đi cùng với câu thể hiện sự phán đoán mang tính phủ định. Nhá, phán đoán nhưng mà mang tính phủ định. Mẫu câu này ấy, phía sau nó không đi kèm câu ý chí nguyện vọng này. Không đi kèm câu ý chí nguyện vọng, không đi kèm câu kêu gọi hành động.
hoặc câu quá khứ. Đấy, nhớ nhá, không đi kèm câu quá khứ, không đi kèm câu ý chí nguyện vọng người nói hoặc là kêu gọi hành động tới đối phương. Nó thường đi kèm với lại ikura, donani và imasara. Toàn bộ câu văn nó mang một màu sắc tiêu cực, thể hiện cái sự bất lực bó tay trước hoàn cảnh đó. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần ví dụ. Debun ichi. Ima sara kaketsuketa tokoro de mo kaigi wa owatte iru daro. Là gì đây? Kaketsukeru là lao đến, phi đến đúng không? Ima sara là đến giờ phút này. Đến giờ này ấy, đến giờ phút này mà cho dù có lao nhanh đến ấy thì sao? Thì cuộc họp có lẽ cũng đã kết thúc rồi. Vậy thì cái việc mà lao đến này nó trở thành gì đây? Nó trở thành vô nghĩa, vô ích. Bởi vì cái sự việc phía sau này nó đã như vậy đúng không? Nó đã kết thúc nhá. Câu số 2 nhi bằng này. Donani setsume shita tokoro de watashi no kimochi wa wakatte moraenai daro. Dù có giải thích như thế nào đi chăng nữa ấy, thì có lẽ cảm xúc của tôi ấy, chẳng ai có thể hiểu cho. Đấy. À, về sau là các bạn thấy người ta dùng câu trước thì không dùng dạng thể nai đúng không? Nhưng mà câu số 2 thì có dùng. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là không có ai hiểu được cho tôi, vậy thì những cái gì tôi giải thích này tất cả đều đổ sông đổ biển, đều vô nghĩa vô ích đúng không? Câu số 3 này. Free market de wa shinamono ga zenbu ureta tokoro de mouke wa amari nai. Free market là chợ ngoài trời, chợ tự do. Cho dù có gì nhỉ? Cho dù có bán hết được. Đấy, có bán chạy được toàn bộ cái số đồ mà mình mang ra chợ trời ấy, thì mouke là lãi, lời lãi cũng không có mấy, cũng chẳng đáng là bao. Vậy thì cái việc mà mất công bán cả ngày trời đúng không nhỉ? Bán nhiều đồ như vậy nó thành vô nghĩa, vô lý, vô ích nhá. Tiếp theo câu số 4 này. Ikura ayamata tokoro de kanojo to no kankei wa moto ni wa modoranai to mo. Cho dù có xin lỗi như thế nào, xin lỗi bao nhiêu đi chăng nữa, thì tôi nghĩ là mối quan hệ với cô ấy không thể nào mà trở lại như ban đầu được. Đấy, vậy thì diễn tả rằng gì đây nhỉ? À, cái việc làm này, cái việc xin lỗi này cũng trở nên gì đấy? Vô nghĩa, đúng không? Vô ích, không giúp được gì. Như vậy là tất cả các câu khi mà dùng ngữ pháp ta tokoro de, nó sẽ mang sắc thái là dù làm điều đó nhưng sao? Mọi thứ chỉ là vô nghĩa, vô ích, đúng nhỉ? Các bạn lưu ý này. Các bạn có một số mẫu câu khác đi với lại tokoro. Ví dụ các bạn học cái mẫu câu gì nhỉ? Veta tokoro ở trong chương trình N3 ấy, veta tokoro de ở N3. Nó mang sắc thái là đúng lúc phía trước là điểm ngắt ấy, thì về sau làm sao đó, ví dụ nhá. Ega ga đúng nhỉ? Owatta tokoro de. Đấy. Kanojo wa nakidashita. Đúng lúc bộ phim kết thúc thì gì đây? Thì bạn gái thì cô ấy bật khóc. Đấy. Đây là điểm ngắt, cái hành động này xảy ra đúng vào cái thời khắc của điểm ngắt này thì nó sẽ không mang sắc thái như thế này. Đó. Tiếp theo là các bạn được học mẫu câu Veta tokoro ở trong chương trình N2 đúng không? Là sau khi làm V1 thì kết quả là V2. Ví dụ này, gì nhỉ? Tencho chẳng hạn. Tencho ni đúng không nhỉ? Yasumi o toreru ka dou ka o kita tokoro. Tức là sau khi mà hỏi chủ quán ấy, là chủ cửa hàng ấy, là mình có thể xin nghỉ được hay không, thì sao đây? Ikagetsu demo ii to iwareta. Sau khi hỏi xin nghỉ đúng nhỉ, đi nghỉ đây là nghỉ vài ngày, thì được ông ấy nói là thôi nghỉ cả tháng cũng được. Đấy. Khi mà làm cái điều phía trước thì có kết quả gì ở đằng sau nhá. Các bạn lưu ý là không nhầm lẫn với lại hai ngữ pháp này. Rồi chúng ta sẽ đi sang mẫu câu cuối cùng của bài hôm nay, đó là mẫu câu ba de
Nara de, tara, ta de. Có nghĩa là nếu thì lại. Đấy. Nếu đằng trước thì lại đằng sau. Chúng ta cùng xem này. Hai người bạn đi hai người bạn đang đi này. Bạn này trông rất là cao to đúng không? Còn bạn này thì nhỏ. Ánh mắt nhìn đang kiểu như là gì nhỉ? À, ước ao có được chiều cao như thế. Sono shincho urayamashi. Thật là gato với lại cái chiều cao đấy đúng không? Và nhớ lại cái lúc ví dụ như là lấy gì đấy nhỉ? Lấy đồ chẳng hạn, bạn này rất là thuận lợi, rất là dễ để lấy. Đấy. Như vậy là mình thật là thiệt thòi đúng không? Người ta cao, người ta có rất là nhiều lợi thế, làm có thể có cái gì nhỉ? Ngoài cái việc lấy đồ còn có cơ hội làm diễn viên hay là người mẫu ảnh vân vân, hay là sẽ được các bạn nữ để ý hơn. Thế nhưng mà không phải là lúc nào cái cao đấy nó cũng làm sao đấy, cái cao đấy nó cũng tốt đúng không nhỉ? À, ví dụ như đang đi là đang đi bạn này một cách, bạn này thì bình an vô sự, còn bạn này thì sao? À, bị cái cành cây nó đập vào mặt. Như vậy thì thường là nghĩ đến cao là người ta sẽ nghĩ đến là những điều tốt, nhưng mà nếu mà nhưng mà thực ra là nếu mà ở trong cái hoàn cảnh như vậy, đôi khi là nó sẽ là có những cái điều mà không được như người ta tưởng tượng ra. Thì để thể hiện cái sắc thái nghĩa này, chúng ta sử dụng mẫu câu bà đệ, nara đệ hay là tara ta đệ nhá. Ví dụ như bạn này bạn sẽ nói là yappa taka taka katara taka kata de iyana koto mo takusan aru ne. Có nghĩa là gì nhỉ? À, quả nhiên là gì đây nhỉ? Nếu mà cao ấy thì lại có rất là nhiều cái điều gì đấy, điều đáng ghét, điều phiền phức khác. Ví dụ đây là một trong số đó. Đấy. Đây các bạn quan sát lại, bởi vì mẫu câu này nó cũng hơi khó dịch một chút này. Nếu thì lại. Đấy. Nếu như được cái điều đằng trước như này nhá, thì điều đằng sau ấy nó lại không như những gì mà người ta tưởng tượng. Đây. Takakatara takakata de iyana koto mo takusan aru ne. Có nghĩa là nếu cao thì lại có rất là nhiều cái điều gì đây nhỉ? Cái điều phiền phức, điều đáng ghét khác. Do vậy là mọi thứ nó đều mang tính tương đối thôi. Chúng ta sẽ đi vào phần cách chia nhé, vào phần cấu thành này. Đầu tiên, nếu như là động từ ấy, các bạn sẽ có thể chia dưới dạng, cái mẫu câu này nó cũng là lặp, nó cũng có tính lặp giống như mẫu câu số 2. Đấy, không phải là chỉ một như là 1, 3 hay là 4, mà sẽ là lặp lại động từ đó. Thì phần trước nếu là động từ sẽ là động từ thể bờ. Đấy, về bờ hoặc là về tà rờ. Đằng sau sẽ là về tờ cộng với đê. Đấy. Tí nữa chúng ta sẽ nói rõ hơn cái cách chia này ở trong phần ví dụ. Nếu tính từ đuôi y có hai cách chia, một chia theo thể bờ, đó là bỏ y thêm kề đề bờ ở a phía trước, a phía sau là để nguyên y cộng với đê. Cách chia thứ hai, bỏ y thêm katara, đằng sau sẽ là kata đệ. Thì các bạn quan sát cái phần đô như ở đây là chia theo cái cách chia thứ hai, takai bỏ y thêm katara và đằng sau là takakata đệ. Tính từ đuôi na sẽ là ana cộng nara, đúng nhỉ? Đằng sau là ana cộng đệ, không có na nhé. Về cái cách sử dụng này, mẫu câu này nó diễn tả dù tình huống có xảy ra như thế. Thì điều phía sau không hẳn là tốt hoặc xấu như người ta vẫn tưởng tượng. Đấy. Ví dụ như là cứ nghĩ đến cao thì người ta sẽ nghĩ đến thường là sẽ là tốt đúng không? Thế nhưng mà có những cái mà không tốt như người ta tưởng tượng. Tương tự, có thể là không tốt hoặc là có thể là không xấu nhé. Mẫu câu này sử dụng lặp lại các từ giống nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần ví dụ này. Ichi ie wa hiroi hou ga ii ga hirokereba hiroi de souji ga taihen daro. Nhà ấy rộng thì vẫn hơn, nhưng nếu rộng thì sao? Thì lại dọn dẹp rất là vất vả đúng không? Đấy. Thông thường là rõ ràng đằng trước bảo là nếu rộng thì tốt rồi. Thì thường là sẽ nghĩ đến là à rộng thì ổn, rộng thì ok. Nhưng mà không, nó đưa ra một cái điều mà không tốt như người ta tưởng tượng ra từ cái rộng này. Đúng nhỉ? Đó là dọn rất là vất. Thì ở đây các bạn thấy là người ta chia cái gì nhỉ? Người ta chia cái
tính từ đuôi y hiro ấy thành hiro kereba và hiro ide. Ngoài ra các bạn còn có thể chia lại cách khác là gì nhỉ? Hiro katara de. Đấy, hai cách chia nhá. Câu số 2. Taishoku mae wa mainichi isogashikute taihen deshita ga hima ni natte miru to hima nara hima de nayami mo dete kuru mono desu. Trước khi nghỉ việc ấy thì ngày nào cũng rất là bận rộn. Đấy, cho nên là cực kỳ vất vả, rất là mệt. Thế nhưng mà gì đây? Thế nhưng mà đúng là cứ thử trở nên rảnh rỗi một cái ấy, là sao nhỉ? Là sao? Cứ thử trở nên rảnh rỗi thì lại có rất là nhiều cái phiền não do rảnh quá mà ra. Đấy. Nếu mà rảnh ấy thì sao nhỉ? Thì lại có nhiều cái phiền não nó sinh ra nhá. Người ta cứ nghĩ rảnh là tốt, thế nhưng mà không phải như thế. Nó sẽ đi kèm với những cái mà không giống như người ta tưởng tượng. Ở đây khi mà tính từ đến na, do vậy sẽ là khi mà nara và khi mà đệ. Tiếp theo câu số 3. Sam bằng. Shokuzai ga nakatara nakata de gantan na ryori de sumasemasho. Cái câu số 3 này các bạn thấy người ta chia thẻ gì nhỉ? Người ta chia thẻ nai đúng không? À, người ta chia thẻ nai, thực ra là thẻ nai này nó có tính chất gần giống như tính từ đuôi y. Do vậy là có thể chia được như thế. Có nghĩa là nếu như không có nếu như không có nguyên liệu ấy. Đấy. Thì sao? Thì mình lại kết thúc bằng những món ăn đơn giản, thì mình lại ăn đơn giản thôi cho nó xong bữa. Đấy. Thì nếu như câu 1 và câu 2 nó mang sắc thái nghĩa gì nhỉ? Cái điều đằng sau nhá, nó không tốt như người ta tưởng tượng, thì câu 3 lại là điều đấy nó không tệ như người ta tưởng tượng. Không có cái đồ nấu, không có nguyên liệu thì thường người ta nghĩ là sẽ phải nhịn đúng không? Thế nhưng không. Không có thì chúng ta lại xoay sở, chúng ta lại tìm cách để sao nhỉ? Để vẫn có thể ăn được những cái món đơn giản thôi, không cần cầu kỳ quá, không cần nguyên liệu cao cấp quá. Đấy, thì nó thể hiện cái sắc thái nghĩa là à, mặc dù là không có cái nguyên liệu đầy đủ đấy, nhưng mà chúng tôi vẫn có thể ăn những cái món đơn giản, không như các quý vị tưởng tượng đâu đúng không? Thì câu 3 nó có thể là mang sắc thái là điều đằng sau không xấu như người ta tưởng tượng nha. Câu số 4 này. Hikoshi no mae mo taihen datta ga hikoshitara hikoshita de mata yaranakureba naranai koto ga takusan aru. Trước khi chuyển nhà ấy thì đã rất là khổ rồi, đã rất là taihen vất vả rồi. Thế nhưng mà nếu chuyển nhà ấy thì lại có rất là nhiều việc phải làm. Ví dụ như là trước khi chuyển nhà thì khổ đủ đường đúng không? Ví dụ như là nhà chật này rồi thì ẩm thấp vân vân bla bla, rất là nhiều thứ. Nhưng mà đến lúc chuyển ấy, đấy, thì sao? Thì lại là có nhiều, rất rất nhiều việc phải làm. Chẳng hạn như là phải tân trang lại nhà rồi thì vận chuyển đồ các thứ vân vân. Đấy, không phải là như những gì mà người ta vẫn cứ nghĩ là chuyển là xong, chuyển là ok. Đó, thì cái câu số 4 này lại là gì đấy nhỉ? Không tốt như gì đấy? Không tốt như là các vị tưởng tượng, hơn như các bạn tưởng tượng đúng không nhỉ? Đó, thì đấy là cái mẫu câu số 4 của chúng ta nhé. Cũng là mẫu câu cuối cùng của ngày hôm nay. Thì các mẫu câu ngày hôm nay ấy, về nghĩa thì có thể nói là nhiều cái khá là giống nhau. Các bạn hãy xem video, đọc lại bài giảng cũng như là làm bài tập để gì nhỉ? Để rút ra những cái điểm mấu chốt quan trọng cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video bài học sắp tới.